Các bạn đợi cô một xíu. Thank you. Hello everyone. Hello teacher. Em vừa làm bài xong thì em đúng 9 câu sang 7 câu đúng thứ 3. You guys wait me a little bit, okay? Everyone please wait me. Tí nữa cô có một vài cái thông báo nhỏ. Hello teacher. Hello, hello guys. Teacher. Hello everyone. Hello, teacher. Okay, thank you guys so much for joining the class today. So there are there's a little small announcement. Ok, cô có một cái thông báo nhỏ nhỏ. À, như các bạn cũng đã thấy, thầy cô có nhắn là lớp của mình thì bây giờ không còn học 3 buổi nữa, mà lớp của mình sẽ chỉ chuyển sang các lớp luôn, level 1, level 2 thì đều sẽ chuyển sang học có 2 buổi thôi. Thì thời gian học của lớp mình level 2 thì sẽ là thay vì là 2, 4, 7 đúng không? Monday, Wednesday and Saturday. Như vậy thì mình sẽ không còn học vào thứ 7 nữa, mà mình sẽ học vào Monday and Wednesday only. Mình chỉ học vào thứ 2 và thứ 4 thôi. Okay. Và thứ hai thì do là cô có việc, cho nên là cô có việc trước đó, cho nên là thứ hai thì mình sẽ phải bắt đầu trễ hơn một xíu, giống như là hôm nay cũng vậy. Thì những ngày sau các bạn nhớ thứ hai nó cũng sẽ như vậy. Thì lớp của mình sẽ bắt đầu vào lúc 8:10 và kết thúc vào lúc 9:10. Okay guys, lớp mình sẽ kết thúc trễ hơn một xíu nha mọi người. Okay, cho nên là các bạn không cần phải vào sớm từ 7:50 đâu. Tụi con có thể bắt đầu vào khoảng 8:05, 8:00 á, thì tụi con hãy bắt đầu vào. Còn mình không cần phải đợi cô từ 7:50 đâu nha. You just made a quiz. Oh, really? Okay, các bạn nhớ nha. À, lớp của mình thì tất cả các lớp luôn, level 1 hay là level 2, level 3 cũng vậy. Thì tụi con cũng học 2 buổi thôi, không còn học 3 buổi. Theo trung tâm thì mình sẽ không còn học 3 buổi nữa, mà mình sẽ học 2 buổi thôi. Như vậy là mình sẽ không có... Oh, Bảo Ngọc, you cannot turn on your camera. Camera của mình là các bạn tự bật nha, cô không có biết, cô không có bật được cái camera của mọi người. Ok, tụi con có thể tự bật camera của mình, tại vì cô cũng bấm là tụi con được quyền bật camera đó. Only 2 days, right? Chỉ còn học có 2 ngày thôi, mỗi tuần thì mình chỉ gặp nhau 2 và 4 thôi. Nguyên cái cuối tuần là coi như mình sẽ không gặp nhau nữa. Ok, that's the rule, the new rule. Đó là quy định mới của hai lớp level 1, 2. Level 3 thì nếu mà bạn nào có học trong lớp level 3 thì các bạn cũng thấy là mình đã học 2 buổi từ đầu rồi đúng không? Thì bây giờ theo quy định là sẽ thống nhất lại hết, cho nên là các bạn đều học level 1, 2, 3 thì đều là 2 buổi hết. Ok? Thì lớp của mình level 2 sẽ là thứ 2 và thứ 4. Mỗi lớp là cái lịch sẽ khác nhau. Hồi xưa lớp cô với cô Ngọc là lớp level 1 nó hơi giống nhau đúng không? Nhưng mà bây giờ thì mỗi lớp sẽ khác nhau một xíu. Cô là sẽ dạy vào thứ hai với lại thứ tư này. Cô Ngọc level 1 thì cô nhớ là hình như là thứ tư với thứ sáu thì phải. Còn cô Hương level 3 sẽ là thứ năm với chủ nhật. Đó, thì tụi con rảnh. Bởi tuy là mỗi lớp chỉ còn học có 2 ngày thôi, nhưng mà tụi con có thể thay phiên mình học cả 3 level luôn. Hôm nào mình rảnh thì mình sẽ vào. Tại vì tính ra thì bị trùng ngày thì chỉ có lớp của cô với cô Ngọc vào thứ tư là bị trùng thôi. Còn nếu mà bạn nào rảnh những cái ngày khác, tụi con có thể học level 3 rất là vui nè. Đó, mình học level 3, level 1 mình ôm lại những cái kiến thức cơ bản nè. Đó, cho nên là các bạn có thể học trải dài nhiều level luôn nha. Ok. So, now let's start. Yeah, ai cũng thích học hai buổi đúng không? Yeah. Today we're gonna play quiz. We're gonna have a quiz. Như vậy là hôm trước cô có nói với các bạn là I told you guys that we're going to learn this one again, right? Hôm trước là we don't have enough time to learn this one. Hôm trước là cô đi nhanh qua 5 cái 5 senses thôi, chứ cô chưa có giảng từng cái một. Thì cô sẽ có một cái quiz để các bạn làm dựa trên cái bài hôm nay. Cho nên các bạn nhớ là listen carefully. Các bạn nghe cô kỹ nè.
nghe cô giảng bài kỹ những cái từ này nè, tí nữa mình sẽ vận dụng vô cái bài tập của mình đó, vô cái bài quiz của mình đó. Okay. So, now let's go back again. Okay. So, you guys know there are five senses, right? There are five senses. Có năm giác quan. Các bạn thì có năm giác quan đúng không? So, what are the five senses? Now, let's invite one friend to help me, okay? Cô mời một bạn giúp cô nha. Yes, Dũng, tell me, what are the five senses? What do you have? What are the five senses? Five senses are songu. What is it? What is it? Again? Songu. Năm cái giác quan của mình là gì? Not the body parts, không phải là bộ phận, mà cái giác quan đấy còn gọi là gì? Ví dụ như mình có khứu giác, ngửi đúng không? Khứu giác là mình ngửi đó, thì khứu giác còn gọi là gì? What do you have? Nose. Yeah, nose is the body part that you're gonna use. Nose là cái bộ phận mà con sẽ dùng á. Còn tên của các giác quan là gì? Cô ví dụ mình có thị giác là dùng eyes là đúng rồi nè, Dũng biết nè. Đúng rồi, dùng eyes, nhưng mà tên của cái thị giác là gì? Tên của thị giác là gì? Dũng biết không? You remember? Chắc là Dũng không nhớ đúng không? Dũng nhớ mấy cái giác quan đúng không? Nhưng mình rất là giỏi rồi. Ok, good job Dũng. Dũng nhớ cho cô mấy cái giác quan mình đi kèm là đúng rồi đó. What about, okay, Phúc Nguyên, can you help me? What are the five senses? What are the five senses? Sight, yes, sight. Smell, good job, well done. Taste, well done. Touch, okay, what else? The last one. Wow. Mình còn cái gì nữa? Use your ears. Hear, okay, good job. Wing, thank you. Or you can say hearing, okay? Normally, you're gonna say hearing. Uh-huh. So you have sight, hearing, taste, smell, and touch. Ngoài ra, người ta cũng có cái tên khác nữa. Thì năm cái này là hai cái hay dùng nhất này. Nhưng mà ngoài ra, người ta có thể nói là như thế này. Seeing, người ta dùng động từ á. Người ta nói là seeing nè, hearing nè, smelling nè, touching nè, và tasting. Nhưng mà cái này thì ít sử dụng hơn. Cái này thì tụi con ít thấy hơn, nhưng mà cái này vẫn có thể dùng được. Mình thêm in vào những cái động từ để mà nói về năm cái giác quan. Còn không thì mình sẽ có năm cái này là hay sử dụng nhất: sight, smell, touch, hearing và taste. Okay, let's go through each one again. Okay, so for the sight, cái này là các bạn biết rồi nè. We use our eyes. Cái này thì cô không đi qua nữa, cô sẽ đi qua sơ sơ thôi. Thì cái này, đây, cái này mình cũng đã tập rồi luôn. Thì các bạn có phân biệt giữa see với look với watch. Thì hôm trước là mình cũng đã phân biệt rồi, các bạn nhớ không? You guys still remember? You guys still remember, right? Mình có ba cái này là mình đã làm rồi nè. See là giống như là tụi con thấy. Tụi con không có cố ý nhìn vào cái đấy, mà tụi con tình cờ thấy cái gì á. Ví dụ như hôm qua đi. Hôm qua con nhìn thấy một con chó đi ngang qua nhà mình. Con ví dụ như vậy. Thì mình có là see. Yesterday I saw a dog. Yesterday I saw a dog. Có nghĩa là con tình cờ, con ở trong nhà hoặc là con đi ngoài đường gì đó, con tình cờ con thấy con chó nó đi ngang qua. Thì mình sẽ có see là giống như là con không có chủ đích. Còn look có nghĩa là con có chủ đích. Ví dụ mỗi lần cô muốn kêu các bạn, mấy cô giáo muốn mà các bạn nhìn vào trang mấy á, look at page 9. Đó, ví dụ như vậy thì có vẻ là cô giáo sẽ kêu là look at, nhìn vào cái trang bao nhiêu. Chứ là cô giáo muốn các bạn làm gì? Chủ đích, có chủ đích nhìn vào cái trang đấy cho cô. Thì mình sẽ dùng cái chữ look, có nghĩa là có chủ đích làm như vậy. Ok, và cuối cùng là watch, là giống như là tụi con xem cái đấy, xem trong một cái long time. For a long time. Ví dụ như mình xem một cái video mất mấy phút, hay là mình xem phim, hay là mình xem TV đó. Tụi con coi phim trên TV đó. Thì là mình phải xem một cái thời gian nó dài, thì mình sẽ dùng cho cô là watch. Ok, các bạn nhớ nha, watch. Đấy là ba cái cách để tụi con phân biệt, đó là see, look and watch. Ok, now you have this one. Đây là cái mà cô muốn chỉ rõ các bạn ngày hôm nay nè. Mình có một cái này, khi mà đấy là những cái động từ khi mà tụi con dùng đúng không? Tụi con dùng chủ ngữ là I see, I look, I watch. Tôi nhìn thấy cái gì, anh ấy nhìn thấy cái gì. Còn ở đây khi mà mình dùng cái cấu trúc này, nó sẽ mang nghĩa là nó nhìn giống với cái gì. It looks, nhìn giống, nhìn như thế nào á. Ví dụ mình có câu là ví dụ cô có câu này đi. Khi mà con gặp bạn mình đi, có thể nói câu này.
Lý do vì sao cái chữ look có S hay không có S thì các bạn cũng phải biết rồi đúng không? Vì mình đã học hiện tại đơn hết rồi. It là chủ ngữ thì đương nhiên cái này nó chia hiện tại thì nó phải là S, có S nè. Các bạn cũng phải biết hết rồi đúng không? Ví dụ con gặp bạn của mình ngoài đường mà con thấy trời hôm nay bạn mình rất là đẹp đi, bận đồ quá là đẹp, lồng lộn, trời rất đẹp luôn. Thì mình có thể nói là you look great today. Hôm nay bạn nhìn rất là đẹp đó. You look great today. Nhìn rất là tuyệt vời. You look amazing today. À, như vậy mình sẽ có chủ ngữ nè. Sau đấy mình sẽ có cái chữ look thì sẽ là trông như thế nào, có nghĩa là trông như thế nào đó. Hôm nay bạn trông tuyệt vời quá, hôm nay bạn trông đẹp quá. You look beautiful today. Hôm nay bạn nhìn rất là đẹp. À, you look beautiful today. Thì mình sẽ có cái chủ ngữ của mình. Rồi mình sẽ có cái chữ look, có nghĩa là ở đây nó không mang nghĩa là nhìn nữa, dùng con mắt mà nhìn nữa, mà mình mang nghĩa là người ấy trông như thế nào. Trông như thế nào? À, nó trông như là một chú chó đi. It looks. Thì ở đây mình có cái này cộng với cho cô là tính từ nè. Nhưng mà lỡ cô muốn nói là nhìn nó trông giống như là một con chó vậy đó. Cái đó, ví dụ cô nhìn cái hình vẽ, cô nói là à, cái này nhìn giống như là một con chó vậy nè. Nhìn nó giống như con chó vậy nè. Thì mình có thể nói là it looks like. Giống như cái gì thì mình sẽ dùng. Và nhưng sau cái chữ like này tụi con sẽ cộng với cô là danh từ, giống như danh từ cô vừa dùng là a dog đó. It looks like a dog. Nhìn nó giống như một con chó vậy đó. It looks like a balloon, for example. Ví dụ mình vẽ cái gì đấy, cái mình hỏi hỏi ai đó đi, thì người ta nói, nhìn con vẽ cái này giống như con chó, đúng không? Hay là con vẽ cái này nhìn giống cái quả bóng bóng, đúng không? Đó. Thì mình sẽ có cái từ look ở đây, nó không mang nghĩa là nhìn vào cái gì nữa, mà nó mang nghĩa là nhìn giống, nhìn như thế nào. Ví dụ nếu con dùng cấu trúc ở trên thì con sẽ có cộng với tính từ. You look great, look beautiful, look amazing, những cái tính từ để miêu tả đó. Còn cái ở dưới là tụi con phải có thêm cái chữ like, là giống với cái gì, mình so sánh nó. Cái hình này nhìn nó giống với hình con chó, nhìn nó giống với lời con chó vậy đó. It looks like a dog. À, you look like a princess today. À, ví dụ mình có cái câu, you look like a princess today. Hôm nay nhìn con giống như là một công chúa vậy đó. Đó, thì ở đây mình phải dùng cho cô chữ look like. Ở đây tụi con dùng cho cô không phải là những chữ khác, mà phải dùng cho cô là look like, là nhìn giống với cái gì. You look like a princess today. Hôm nay con nhìn giống công chúa quá, mặc cái đầm nhìn giống như là công chúa vậy đó. You look like a princess today. Đó, thì các bạn nhớ cho cô, trong cái dạng câu này mình có cái chữ look ở đây thì nó sẽ mang nghĩa là giống như thế nào, trông ra làm sao á, trông tuyệt vời, trông đẹp, trông như thế nào đó, nhìn như là cái gì đó. Thì mình sẽ có danh từ với tính từ. Một câu là cộng với tính từ này, một câu là cộng với danh từ này. Các bạn nhớ lưu ý cho cô nha. Tí nữa mình sẽ có cái quiz để mà tụi con phân biệt những cái này. Ok. Next up. You have hearing, the second sense. You have hearing. You use your ears. So easy, right? Cái này quá dễ rồi, cô đi qua nha. Cái này mình cũng đã làm rồi. Thì ở đây cô nói thêm về cấu trúc. Cái này nó cho mình cái tiếng để mình nghe thấy á. It's a little bit noisy. I think I'm going Wait. Để cô bấm lại một xíu. Ok, đây các bạn nhìn cho cô chỗ này. Thì mình có hai cái cấu trúc này. These two right here. Hai cấu trúc này thì mình sẽ có từ hear. Từ hear nó có sẽ mang nghĩa là nghe thấy, đúng không? Hear có nghĩa là nghe thấy. Còn khi mà tụi con muốn nói là, khi mà con nói là con nghe thấy á, thì mình có thể nói là I hear cái gì đó. Con nghe thấy cái tiếng động gì đó kỳ kỳ. I hear a noise, con nghe cái tiếng động gì đó. Nhưng mà ở đây, nó, mình dùng cái chủ ngữ giả đó, giống như là con nói là nó. Có cái gì mà nghe như là cái tiếng radio vậy? Cái gì mà nghe thấy ghê quá vậy? It sounds weird, cái gì mà nghe kỳ quá vậy? Thì ý của con nói là nó, đây chính là cái tiếng động đó đó. It, ở đây ý của người ta muốn nói là it. Hoặc là cô ví dụ mình có thể dùng để nói về người cũng được. Ví dụ con có cái câu là you sound weird today. Hôm nay giọng, khi mà con nói câu này thì ý của con muốn nói là bạn của mình á, giọng của bạn mình hôm nay sao lạ lạ, sao giọng của bạn hôm nay kỳ lạ lạ đó. You sound weird today. Hôm nay giọng bạn hơi lạ đó. You sound weird. Thì ở đây mình có cái chữ sound này, mình chia ở hiện tại đơn cho cô. Nó giống như là giọng của người ta nghe như thế nào, mình miêu tả cái giọng người ta như thế nào đó. You sound weird. Hôm nay bạn trông hung dữ, bạn nghe giọng có vẻ hơi dữ á. You sound angry. Bạn trông hình như đang bực mình đúng không? You sound angry. Đó, thì mình có cái sound này cũng giống như cái kia.
con sẽ cộng với tính từ. Và cái này cũng vậy, khi mà mình có like vào thì nó mang nghĩa là giống như cái gì đó, thì mình phải cộng cho cô là danh từ noun. Thì mình sẽ có là, ví dụ cô có câu này: My teacher sounds like my mom. Nghe giọng của mẹ, cái cách nói chuyện của cô giáo mình giống như là mẹ mình vậy đó. My teacher sounds like my mom. À, mẹ cô giáo của tôi nói chuyện, cái cách nói chuyện giống như là mẹ của tôi vậy đó. Có nghĩa là có thể là giọng giống, hay là cái cách nói chuyện, cái cách nói chuyện truyền tải ý giống như mẹ của mình. Thì mình có cái chữ sounds like là giống như cái gì, nghe có vẻ giống như cái gì đó. À, giọng cô nghe giống như cái gì đó, thì mình sẽ có cái chữ sounds like, thì phải cộng danh từ cho cô. Thì danh từ ở đây chính là my mom này. Còn tính từ sẽ là những cái từ dùng để miêu tả weird hay là như thế nào, hay là it sounds like a drum, nó nghe như là tiếng trống vậy đó. It sounds like a radio, nghe như là tiếng của cái đài radio, đúng không? Đó, thì mình sẽ có những cái cách tụi con phân biệt là như vậy đó, sounds với lại sounds like. Ok, thì các bạn cứ nhớ sounds like, cái gì mà có like á, thì mình cộng với danh từ, mà cái gì mà nó không có like, nó sounds thôi, thì nó sẽ cộng với tính từ cho cô. Ok, next we have the third sense, smell, ngửi, ngửi. Mình dùng cái mũi, đúng không? Cái này các bạn biết rồi. And you have a smell, I smell a, mình ngửi cái gì đó. Thì khi mà con muốn nói là con muốn ngửi cái, con ngửi cái mùi gì? À, ví dụ con có thể ngửi cái mùi gì đó. I can smell something. Tôi ngửi được cái mùi gì đó đó. I can smell something. À, hoặc là mình chủ đích mình ngửi cái gì thì mình không cần dùng can, mình có thể nói là I smell, con ngửi cái gì? Con ngửi I smell a perfume, con ngửi nước hoa chẳng hạn như vậy. Đó, thì ngoài ra mình có cấu trúc có cái gì đó, cái mùi gì nghe như là cái mùi gì vậy đó. Cái mùi này nghe kỳ quá, nghe thúi quá, ví dụ như vậy. Thì mình có cái câu, cô ví dụ một câu it, hay là hoặc là con ăn một cái bánh nào đó mà có mùi nó như sô cô la đi, con có thể nói là it smell, cái mùi nó giống như là mùi hoa đi. Ví dụ có nhiều cái bánh nó có mùi giống như là mùi hoa vậy đó. It smells like flower. Đó, mình có cái từ đó, it smells like flowers. Thì mình có smells like, thì con phải dùng tính danh từ cho cô. Smell like, mùi, nó nghe mùi như là mùi bông hoa vậy đó. Nó nghe mùi như là mùi bông hoa vậy đó. Thì mình có như là cái gì, con phải so sánh với một cái gì khác. Thì ở đây là con đang so sánh với bông hoa đó. Smells like, so sánh với bông hoa đó. Ok. Rồi mình có là, what do you have here? À, nếu mà mình có smell like thì mình phải dùng danh từ. Nhưng mà lỡ mình có tính từ thì sao? Thì ý ở đây, ví dụ cô có cái câu ví dụ là it smells bad, cái mùi nó tệ cực kỳ luôn á. It smells bad, mùi nó, it smells great. Hoặc là ví dụ con thấy mẹ đang nấu ăn đi, mà con xuống bếp con thấy mẹ nấu, trời cái mùi gì thơm quá. It smells amazing, it smells wonderful, it smells good, smell great, cái mùi nó thơm quá mẹ ơi. Đó, cái mùi nó như thế nào? Ok, cái mùi nó thơm quá, mùi nó kỳ kỳ, mùi nó thúi quá, ví dụ vậy. Đó, thì mình sẽ có những cái gì? It smells weird, kỳ quá. It smells stinky, nghĩa là thúi quá đó, thúi á. Thúi quá, mình cái toilet vậy đó. Hoặc là cái mùi gì đó cô cũng không biết, nhưng mà mình có bao giờ thấy cái mùi như vậy chưa? It smells like toilet, nghe như cái mùi toilet gì đó. Smell like, it smells like, cái này là mình dùng like cho cô này, bởi vì nó là danh từ này. Nghe như là cái mùi toilet vậy đó. It smells like a toilet. Đó, thì đó các bạn cứ nhớ cho cô, khi mà con có chữ like vào thì mình phải dùng cái danh từ. Thì ở đây quan trọng là tụi con phân biệt được danh từ là gì và tính từ là gì, thì tụi con phải dùng cho nó đúng. Ok, next up you have taste with your tongue or your mouth. Ok, and you have, giống như vậy, hồi nãy mình có smell là ngửi, thì mình có thể nói là cái mùi nó trông như thế nào, cái mùi nó như thế nào, thì mình cũng có cái vị của nó như thế nào. Nó có vị như là cái gì đó, nó có vị tuyệt vời. Đó, cũng là những cái tính từ như vậy. It tastes, ví dụ con nếm thử cái món nào mẹ mới nấu đi. It tastes amazing, mommy. It tastes amazing, mommy. Mùi tuyệt vời quá mẹ ơi. It tastes wonderful, ngon quá mẹ ơi. Wonderful, it tastes, hay là ngon là mình có cái từ it tastes yummy, vị của nó thật là ngon. It tastes yummy, vị của nó rất là ngon, nó có vị cực kỳ ngon, very yummy. Câu ví dụ như vậy. Ok,
Thì đây chính là những cái tính từ này, amazing là yummy này, những cái này nó gọi là tính từ đó. Còn nếu mà cái vị con miêu tả là à, cái vị của nó giống như là vị của sữa đi. It tastes like milk. Ví dụ con uống cái nước gì, ví dụ con chơi trò chơi đi, con bịt mắt, con được bịt mắt lại xong rồi con được thử uống nước á. Có cái trò chơi đó ngoài đời đó là các bạn sẽ được bịt mắt lại xong rồi người ta sẽ cho các bạn uống nếm thử cái những cái loại nước khác nhau. Thì ví dụ mình nếm cái nước này vô, mình thấy mình nói là it tastes like soda, nghe mùi có vẻ giống soda đó. It tastes like Pepsi, đó nghe mùi giống như nước Pepsi vậy đó. Thì muốn mình nói là nó có vị giống cái gì, có vị giống với cái gì, thì con có thể dùng cho cô là taste like cộng với lại danh từ. Còn nếu mà vị của nó mình miêu tả tuyệt vời hay là vị nó kỳ, nó dở gì đó, thì tụi con phải dùng là taste cộng với lại cái tính từ mà tụi con dùng để miêu tả đó. Ok, tí nữa các bạn làm bài tập thử là chắc là các bạn sẽ hiểu ngay thôi. Cô cho các bạn làm thử mấy cái quiz rồi chắc là các bạn sẽ hiểu liền đó. And the last one, you have touch. Đối với chữ touch này thì mình không có là it touch like, mình không có cấu trúc đó, mà mình có cái chữ feel, cảm nhận, cảm giác ra làm sao. Tôi đang cảm nhận cái gì thì mình có thể nói là I feel, mà thực ra mình ít nói cái này lắm, mình hay dùng là I can feel thường rồi. Đối với những cái từ mà chữ giác quan thì con phải dùng cho cô thêm cái chữ can á, thì nghe nó sẽ hay hơn. I can feel, ví dụ con nói là con đang cảm giác cái gì đó, I can feel cái gì đó. Thì mình ví dụ mình có những cái hình như vậy thì mình có thể cảm giác được cái gì. Hoặc là mình có thể nói là nó cảm giác như là cái gì á, cảm giác nó là cái gì. It feels soft. Cô ví dụ mình có cái chữ, những cái liên quan đến cảm giác nè. It feels soft. Nó cảm giác khá là mềm mềm đúng không? It feels smooth. Cảm giác của nó là mượt mà nè. Cái là mịn nè, mịn màng nè. It feels smooth. Hoặc là it feels hard. Hard ở đây nó có mang nghĩa là giống như là cứng á, cái gì mà nó cứng. It feels hard, cái gì mà nó cứng, nó gồ ghề á. Thì cái đấy nó mang lại cái cảm giác cho mình. Cái cảm giác đó là mình đụng vào nó là nó cảm giác như vậy. Mình cảm giác cái đấy nó khá là cứng, khá là mềm hay như thế nào đó. Thì tụi con sẽ dùng cho cô là it feels, nó cảm giác như thế nào. Hoặc là mình sẽ có là nó cảm giác giống như là cái gì. Ví dụ như it feels like a ball. Ví dụ con bịt mắt con lại, con đụng như cái gì đó mà con không có nhìn được. Thì ra con rất là khó để con xác định được cái món đấy đúng không. Thì con đụng vào cái đấy con thấy nó mềm hay là nó như thế nào đó, hình dạng nó con chạm vào, thì mình có thể nói là it feels like a ball. Hình như nó là quả bóng, cảm giác nó giống như là quả bóng không ta. Thì mình có cái cấu trúc feels like là giống với cái gì, cảm giác của mình nó là giống như cái gì á. Ok, còn cái chữ feels này ở trên là nó cảm giác mềm mịn, nó cảm giác nó mượt mà, cảm giác là nó hơi cứng, nó hơi mềm gì đó. Đó thì có hai cấu trúc, thì con thấy nãy giờ nó cũng giống giống nhau vậy đó, tùy cái từ mình sử dụng thôi. Cái vị ra sao, cái hình nhìn như thế nào, trông như thế nào, hoặc là mình có là cái gì, cảm giác của nó là như thế nào. Ok, đó thì đấy là những cái mà cô muốn chỉ cho các bạn ngày hôm nay. Đó, hôm nay là bài của mình là đến như vậy thôi đó mọi người. Today, that is the lesson today. Hôm nay thì bài mình chỉ có như vậy thôi. Bây giờ thì cô sẽ cho các bạn chơi game, quiz, và mình sẽ chơi thêm một số cái khác nữa. Are you guys ready? Các bạn nào muốn cô giải thích lại không? You guys ready? You guys want to do the quiz? Hay là các bạn nào muốn cô giải thích lại không? Write in the chat box for me. You guys understand? Các bạn hiểu bài không? Các bạn nào thấy chỗ nào hơi khó khó hiểu không? No? No means you don't understand? Ngọc Hà, you don't understand the lesson? A lot of you guys understand the lesson. Okay, good job everyone. Well done. Nếu mà bạn nào không hiểu thì các bạn làm quiz với các bạn mình nha. Thì một tí nữa là cô cũng sửa lại cho tụi con cái câu quiz đó, thì có thể là mình sẽ hiểu đó. Có thể là cô sửa cái câu mà nó có cái thực tế ở trong đó. Ví dụ thực tế là cô nghĩ các bạn hiểu á. Ok, cô nghĩ là các bạn mà làm quiz rồi thì các bạn hiểu. Bài này là các bạn cũng đã từng làm rồi đúng không? Cho gì là cô sẽ, nếu mà có thời gian thì mình mới chơi cái này. Còn cái quan trọng của mình là quiz nha. Ok, let's do the quiz with me. Let's do the quiz. Oh, we only study for like 20 minutes, right? Nên mình cũng mới học có 20 phút thôi. Các bạn đợi cô một xíu. Để cô tắt cái này và nó đừng có hiện lên. Ok, I'll give you the quiz, ok? There are 15 questions for this one. So for this one, bởi vì lát nữa mình sẽ sửa bài sau khi mà tụi con làm quiz xong, cho nên là cô sẽ tắt hết chế độ. Tụi con sẽ không biết tụi con làm đúng hay sai đâu.
Ok, cô tắt hết chế độ luôn. Thì là tụi con sẽ không có biết được là tụi con làm đúng hay làm sai. Tí nữa mình sẽ sửa bài. Bạn nào muốn biết đáp án của mình đúng hay sai, tụi con chỉ từ nào làm xong hết thì mới biết điểm của mình thôi. Còn bạn nào mà muốn sửa từng câu một thì tí nữa phải theo dõi kỹ lúc mà cô sửa bài đó. Ok. Now let's do this one with me. Các bạn đợi cô nha. Please wait me. I will send you guys the link in the chat box, okay? Okay, we have the link right here. Wait, guys, wait. Okay, now, I have the link right here. Oh, some of you are in the room already, so then you turn on. I haven't sent you guys the link, but you guys are already in the room. Là các bạn mở sẵn cái quiz luôn đúng không? Các bạn bấm cái năm cái ID vào đúng không? Okay, very fast. Five friends already. Okay, let's wait for some more. Hey, 51 friends. What about the others? What about the others? Okay, let's wait one. I think there are a lot of you guys in the room, right? One more minute, one or two more minutes. I'll start the game in about one more minute, okay? Oh, there's one more friend. Okay, các bạn, cô chuẩn bị gửi lại cái link là bạn nào chưa vào thì tụi con hãy vào nha. Còn bạn nào vào rồi thì mình không cần bấm cái link cô chuẩn bị gửi đâu. Cái link đó với cái link hồi nãy nó là một á. Tụi con không cần bấm lại nha, ok? Các bạn không cần phải bấm lại đâu. Rồi, tại vì cô thấy là cô mới đặt cho một bạn mới vào. Bạn nào mới vào nè, ví dụ Thanh Thảo không ta? Thanh Thảo mới vào đúng không? Con bấm vào cái link mà cô vừa gửi nha. Ok, to join the game, to join the room to play game, play the quizzes. Okay, 59 friends. Okay, one more minute. Okay, cô cho các bạn một phút nữa nha. Một phút nữa. Hình như đối với cái chế độ này là tụi con nếu mà có vào trễ thì tụi con vẫn bấm. Khi mà game đã bắt đầu thì tụi con vẫn có thể vào được đúng không? Tụi con vẫn có thể vào được và chơi đúng không? Okay, the last minute, everyone. The last minute, okay? Các bạn còn một phút cuối cùng để tham gia nha. The last minute, guys. Bạn nào mình chưa vào thì các bạn vào nha. Okay, I'll start the game, everybody. I'll start the game in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start, everybody. The game starts now. Thank you.
are two friends who are very did excellently. Hai Dang, you have 7 correct answers already. Okay, and right after you is Phúc Nguyên with 6 correct answers. Hoàng Giang là cũng làm đúng nhưng mà cũng có hơi sai nè. Thành ra điểm con hơi xuống ở dưới xíu. Wow, Hải Đăng, you did a very good job. You have 8 correct answers. 9 correct answers. Đăng với Phúc Nguyên là rất là tốt này. And Thomas Mueller too. You have all correct answers. Đây là những cái bạn mà nãy giờ tụi con làm đúng liên tục nhiều đó. Good job, guys. Continue, please. Continue, please. Right, có nhiều bạn là gần xong rồi nè, đúng không? Okay, guys, to try your best. Wow, a lot of you guys have the incorrect answers. Bài này rất là hơi khó một xíu, đúng không? Yeah, but Hải Đăng, you did a wonderful job. Wow, you have all correct answers. Không biết là Hải Đăng có đang nhìn quên màn hình của cô không? Hải Đăng này, you have all correct answers, right? Good job. But some of you have a lot of incorrect answers. Còn rất là nhiều bạn thì đáp án của mình chưa đúng, đúng không? Thì tí nữa từng câu một cô sẽ giải thích cho tụi con kỹ hơn. Okay. Raise your hand, Hoàng Giang. Yes, is there a problem? Cô sao trên màn hình cô con sáng sáng? Con bị out ra hay sao? Không, không vấn đề. Nhưng mà con chưa làm. Oh, wow, what's wrong? You still have one or two more, right? Con làm out of here something. What's weird? Con đang bảo con làm gì? That's weird. Giang có reset lại cái link đó được không? Hay là Giang làm lại cũng được. You can do it again. If you can do very fast. Nếu mà Giang bấm vào cái link mình chơi lại, con đặt tên lại, con có thể làm lại cái đấy. Nhưng mà con phải làm rất là nhanh đó. Okay, but I'll give you guys like 2 more minutes. Okay. Nếu mà bạn nào mà có vấn đề gì xảy ra với cái nick mà tụi con đang chơi á, thì thực ra tụi con vẫn có thể bấm vô cái link mà cô gửi á, tụi con bấm lại cũng được. Tụi con chơi lại cũng được, không sao hết. Bởi vì nhiều bạn đã chơi xong rồi nè, đúng không? Nhiều bạn đã chơi xong rồi nè, tụi con muốn chơi lại cũng được. Hoặc là nhiều bạn bị cái vấn đề gì đó thì tụi con có thể bấm vào cái link đấy và tụi con bấm lại cái tên mình, tên khác cũng được, không sao hết. Đó. Ok. Nhưng mà đương nhiên thì thời gian của mình sẽ bị hao hụt rồi. Bởi vì cô sẽ kết thúc game trong vòng bao nhiêu thời gian nữa thì tụi con cũng chỉ có bao nhiêu đấy thời gian để chơi thôi. Đó. Thì ví dụ bạn nào đang rảnh nè, bạn nào rảnh tại vì mình đang rảnh đó, mình làm chưa xong đó, thì mình có thể chơi. Oh, but some of you have... Hình như ở đây tất cả các câu tụi con đều có vấn đề thì phải. Ở đây cô thấy các bạn nào cũng bị thiếu nè. Có mỗi mình Hải Đăng là làm xong hết thôi. That's weird. Cái này cô cũng không biết tại sao. Có một mình Hải Đăng làm xong hết nè. Ở đây thì bạn nào nó cũng để là tụi con bị thiếu vài câu nè. Nhưng mà các bạn không có làm tiếp được hả ta? I don't know what's wrong, guys. Cái này cô không biết luôn, lần đầu tiên cô thấy. Không biết tại sao nè. Ở đây các bạn đều giống nhau nè, các bạn còn khoảng 2 câu nữa mà tụi con chưa có làm tiếp được. Có một mình Hải Đăng là làm hết được thôi.
Maybe there's a little bit malfunction with this one. Đấy là cái này nó bị hơi. Ví dụ như Thomas Muller là còn một câu này, còn lại là từ hạng tư trở đi là tụi con bị không làm được hai câu cuối thì phải. Cái này như là hai câu thì phải. I'm sorry guys, I don't know what's wrong with this one. Cái này cô cũng không biết tại sao luôn. Hôm bữa giờ thì cô thấy của mình, bên mình nó không có bị gì hết. I don't know what's wrong. Let's wait, can Hàng Giang do all of them? Để cô xem thử coi Giang cái nick thứ hai con có làm được hết không? Can you do all of them? What's wrong? Hàng Giang cũng bị, nick thứ hai con cũng bị đúng không? Nó còn hai câu đúng không? Nó không làm được. I don't know what's wrong. Cái này thì cô cũng không biết tại sao luôn. Okay, I will end the game, okay? I will end the game now, guys. We'll end the game now. Có một mình Hải Đăng thôi đó. Cô thấy ở đây là có một mình Hải Đăng là làm được hết bài thôi. Còn lại là tụi con bị thiếu một hai câu á. I don't know what's wrong. Cô cũng không biết tại sao luôn. Nhưng mà ở đây thì có thể thấy là Hải Đăng là người xuất sắc nhất. Bởi vì Hải Đăng có all correct answers luôn. Hải Đăng là làm đúng hết các câu, không sai một câu nào luôn. Well done. Good job, Đăng. You did amazingly today. Wow. Good job. Đó. Đa phần một tụi con thì các bạn sẽ hơi bị sai một hai câu đúng không? Nhưng mà Hải Đăng làm đúng hết luôn. All 15 questions. Well done. Okay. Now let's review the lesson with me. Bây giờ mình coi lại nè. Ah, yes. Good job for this one. You have look. Ah, ví dụ cô kêu các bạn hãy nhìn vào bức hình số 1. Please look at picture 1. Thì ở đây có một cách phân biệt. Thứ nhất là cái chữ at này nó chỉ đi được với cái chữ look thôi. Các bạn nhớ cho cô này, look at nó là một cái cụm luôn á. Nhìn vào cái gì đó. Tụi con nhìn vào cái gì đó thì tụi con có cái cụm look at, có nghĩa là nhìn vô cái gì á. Look at the picture. À, có phải là khi mà mấy thầy cô dạy mình hay kêu mình nhìn hình này hình kia á, thầy cô hay nói là look at picture 1, look at picture 2. Đó, là thầy cô muốn tụi con và chủ đích là tụi con cố tình nhìn vô cái đấy là tụi con bắt buộc phải nhìn vào đúng không? Thì mình có là look at. À, cái kiểu look này nó đi với cái kiểu at. Thì mình nối âm lại, mình nói là look at. Thay vì là look at thì tụi con nói là look at, look at. Okay. C thì không có đi. Ba cái chữ còn lại đều không đi được với chữ at. Mà xét về nghĩa thì những các chữ còn lại cũng đều sai hết. Mình không dùng là see at mà mình cũng không nói là see. Như cô có giải thích đó, see là giống như là tụi con tình cờ thấy cái gì ngang qua thôi. Tình cờ thấy chứ mình không có chủ đích là mình muốn nhìn cái đấy. À, ví dụ ở đây là tụi con, cô giáo kêu tụi con nhìn vào cái bức hình số 1 á. À, là muốn tụi con phải nhìn vô cái bức hình đó. Please look at picture 1. Okay. Next up. Câu số 2 thì cô sẽ cho các bạn làm thử nha. Phúc Huy, help me with this one. What is your answer? This movie. À, kiểu này là Phúc Huy nào với cô là smoothie. Smoothie. Yeah, smoothie. Đúng rồi. Good job, smoothie. This movie what? Phúc Huy cứ đọc cho cô A, B, C, D là được. Okay, A, B, C, D. Theo thứ tự như vậy đó. A, B, C, D. Taste. So you mean this one, right? Taste. Yes. Okay. Let's see. Is it the answer? No. Why? You know why? Smoothie. Có nghĩa là gì? Who can tell me what is smoothie? Khuê, Ngọc Khuê, please. Do you know what is smoothie? Khuê biết smoothie nghĩa là gì không? Con có biết smoothie có nghĩa là gì không, Khuê? What is smoothie? Dạ, movie là... not movie, smoothie, smoothie. Smoothie. À, smoothie, chữ the, smoothie, smoothie. Again, Khuê, smoothie. Smoothie. Cái này là Khuê phải về tập lại, này. Chữ này hơi khó, smoothie, ok? Rồi, Khuê biết tại sao ở đây là smoothie là gì, Khuê? Smoothie là gì, Khuê biết không? No. Smoothie are the fruits that you blend in the blender. Cái gì mà mình dùng máy xay thì mình làm món gì, Khuê? Con mà dùng máy xay thì con phải làm món gì? Sinh tố. Đúng rồi, smoothie là sinh tố đó. Đúng rồi, như vậy là sinh tố này taste like. Thank you, Khuê, so much. Okay, taste like thì nó đây
Các bạn để ý là taste like có nghĩa là cô nói là nó phải giống với cái gì ở đây chính là một cái sự vật, một cái vật, một cái gì đó đó. À, thì mình mới dùng là taste like, cái vị của nó giống như là cái gì vậy đó. Cái vị sinh tố này giống như là vị của trái cam, cô ví dụ như vậy, vị của trái kiwi đi. Thì chừng nào nó là tên của những cái đấy thì tụi con mới dùng là taste like. Còn ở đây cái chữ này là delicious, có nghĩa là ngon. À, cái sinh tố này có vị ngon quá. Sinh tố này nó có vị ngon quá thì mình có cái chữ delicious, ngon, ngon á, yummy, giống như là yummy vậy đó. Thì tụi con có chữ này chính là tính từ, tụi con miêu tả cái sinh tố này có vị rất là ngon thì tụi con phải dùng là taste. Mà tại sao nguyên trọng taste này lại sai? Bởi vì con phải chia động từ ở thì hiện tại đơn. Smoothie này nó mang nghĩa số ít. This smoothie, cái ly sinh tố này, cái sinh tố này à, nó có vị ngon quá, nó mang nghĩa số ít, danh từ không đếm được. Thì tụi con phải dùng cho cô là taste, phải có chi động từ cho cô. À, các bạn còn nhớ cái đấy không? Hồi đấy mình có học đó. Ok, remember that. Thì ở đây đa phần là nó còn có sự phân biệt giữa chi động từ nữa, nên các bạn nhớ phân biệt cho cô nha. What about this one? Who can help me? Phương Anh, please, can you help me? Yes. It I. Yeah, yeah, hey. Can you read the whole sentence? Phương Anh đọc cho cô nghe cả câu nè. Wow. It feels so soft. Yes, thank you, Phương Anh. Correct. Wow, this feels so soft. Wow, cái này cảm... À, mình đụng vô cái đấy đấy. Mình sờ vô cái này, mình nói... Wow, cái này cảm giác nó mềm quá ta. This feels so soft. Cái này cảm giác nó mềm mịn dữ ta. À, thì cái soft này nó là tính từ miêu tả cho cái đó. Cái đó đây là mình dùng cái chữ this đó. Thì mình đâu có biết là cái gì đâu. Người ta đâu có cho mình biết. Nhưng mà mình chỉ cần biết là cái đó người ta nói á, là nó có vẻ mềm, nó cảm giác của nó là mềm, đụng vô là mình thấy nó mềm lắm á. À, this feels so soft. Thì ở đây các bạn dùng cho cô là feels chứ không phải là feels like. Như cô đã nói, feels like là cảm giác nó giống với cái gì. Ví dụ cảm giác nó mình đụng vô nó giống với lại một cái quả bóng, hay là một cái cảm giác đụng như cái này nó lạnh như tuyết chẳng hạn như vậy. Thì mình phải có cái gì đó để mình miêu tả. Còn ở đây cái chữ soft nó là tính từ, là nó miêu tả cho cái vật đó. Ok. Next up. Yui, can you help me with this one? Yes. A, B, C, D? C. Okay, C. Let's see. Is it C? Yes. It's not C. Bởi vì sao? Như cô đã nói là Yui cần phải làm gì với cái này? Hiện tại đơn, Yui phải làm gì? À, phải chia thì cho cô. That one là ý người ta. Cái chữ that one này có nghĩa là cái đó đó. Cái kia mà ở đây là một cái thôi. Tao Duy đọc cái câu cho cô nghe. The whole sentence, please. That one look like a monkey. Okay, again, Duy không có đọc là look like. Nó là tiếng Việt rồi. Con đọc vậy là giống tiếng Việt đó. Con phải đọc là look like. Looks like, ở đây chia thì rồi, nên mình sẽ đọc là looks like. Again, that one looks like a monkey. That one look like a monkey. À, a monkey, mình không có N, nó không phải là monkey, mà nó là monkey, a monkey. Monkey. Yeah, yeah, good job, Yui, good job, well done. That one looks like a monkey. À, cái đó nhìn nó như là con khỉ vậy đó. That one looks like a monkey. Như cô nói ở đây, chia động từ cho cô. Mình chủ yếu là mình ở đây là nó phân biệt giữa cái việc chia động từ đó. Cái con đó nhìn nó như là con khỉ vậy đó, looks like. Chứ không phải là cái này thì tụi con chưa trước chi động từ. That one nó là số ít, cho nên là tụi con cần phải chi động từ cho cô nha. Ok, next up. À, cái này cô lỡ share đáp án rồi nên là cô nói luôn nha. Ok, nhưng mà cái này thì cô sẽ mời một bạn đọc cho cô nghe nha. Thủy, can you help me with this one? You read the answer for me, the whole sentence. Ok, Thủy. Thủy đọc cho cô nghe cả câu luôn nha. Kim. Kim often watches. À, watches, chính xác, đúng rồi. Thủy biết ở đây đọc hai âm là chính xác đó. Often watches gì Thủy? Watches? Watches movie at 7 p.m. with her older brother. Yes, Thủy, good job. Thank you so much. Kim, các bạn nhớ cho cô cái chữ tiếng Việt á. Tên cái bạn này mình đọc là Kim, nhưng mà tiếng Anh các bạn không có đọc là Kim, mà các bạn phải đọc chữ K. Kim often watches. Đúng rồi, ở đây phải chia thì chính xác, đúng rồi. Bởi vì Kim là số ít, là một người này tên là Kim, cho nên tụi con phải dùng cho cô là Kim watches movies. À, xem phim thì mình không có dùng là look movie, mà mình phải dùng cho cô là watch
Bởi vì cô đã gần giải thích đó, cái chữ watch là con xem cái gì trong một khoảng thời gian, đúng không? Cho nên là mình sẽ có watch how. Thì ở đây và chia động từ nữa thì có watches. Đó. Ok, next up. Can you help me with this one, Lan Hương? Please, can you help me? Read the whole sentence. Hương có thể giúp cô đọc cả câu luôn. Okay, read the whole sentence. Watch don't move. I can hear something. I can hear something. Exactly, Hương. Well done. Và ở đây, Hương sẽ phải chọn là gì? Đúng rồi, phải A. Bởi vì sao các bạn? Ở đây mình có can. Can là có thể làm gì? Thì ở đây về mặt ngữ pháp á, sau can tụi con cộng với động từ không chia thì. Can hay là can't gì đó đó. Thì tụi con cộng với cái động từ của mình á, không có chia thì, giữ nguyên cho cô. Không chia thì, không thêm S-E-S, thêm E-D gì hết trơn á. À, giữ nguyên cho cô. Khoan, wait, don't move. Đừng có cử động nha. Tụi đang nghe thấy cái gì đó đó. Như là con ở nhà mà con nghe cái tiếng động gì ở trong nhà mình. Có mình nhà, mình nghe cái tiếng gì trong phòng này rất là ghê đúng không? Hay là mình đang ở với chị của mình đi, có hai chị em ở nhà. À, mà nghe cái tiếng gì? Wait, don't move. Khoan, đừng có cử động nha. I can hear something. Tôi nghe thấy cái gì đó đó, tôi nghe được cái tiếng gì đó đó. I can hear something. Thì các bạn nhớ này, cái chữ listen hồi nãy hình như cô quên giải thích cho tụi con cái chữ listen phải không ta? Listen có nghĩa là tụi con lắng nghe cái gì đó. Listen, lắng nghe cũng giống như là watch vậy đó. Tụi con lắng nghe trong một cái khoảng thời gian mình có chủ đích. Lắng nghe cái đấy, mình có chủ đích. Mình bật cái đấy lên, mình nghe. Mình có chủ đích là mình nghe theo. Thì mình sẽ có chữ listen. Còn cái chữ hear là giống như là tụi con tình cờ nghe được cái tiếng gì á. À, hôm qua tôi nghe được cái tiếng gì ghê lắm. Đó, ví dụ như vậy, những cái câu như vậy đó. Đó, thì mình có cái chữ hear giống như là con tình cờ, con nghe thấy cái gì đó. Thì cái câu ở đây cũng vậy. Khoan, đừng có cử động. Tôi có thể nghe được cái tiếng gì á. Là con tình cờ, con nghe cái gì nó ghê ghê. Nên con kêu bạn là, hay là chị gì đó. Đừng có cử động nha, đừng có di chuyển. À, thì mình có hear là mình tình cờ, mình nghe. Chứ đâu mà là mình có chủ đích, mình nghe trong một khoảng thời gian dài. Ok. Now, next up. Hoàng Linh, can you help me? Yes. What's that? Noise. Is showers. Ah. Weird. Rồi, rồi bây giờ Linh đọc lại cho cô cả câu mà kiểu mình cố gắng mình trôi chảy hơn, đọc cho nó hay trôi chảy hơn nè. Again, what's that noise? Is shoulders so sounds? It sounds. It sounds so weird. Đúng rồi, weird. Là kỳ á. Đúng rồi, good job. Thank you, Lynn, so much. Yeah. What's that noise? Tiếng động gì vậy? What's that noise? Tiếng động đó là gì vậy? It sounds so weird. Cái tiếng nó nghe kỳ quá ta. Cái tiếng nó gì mà nghe kỳ quá vậy? It sounds. Nghe như thế nào đó? Nó nghe như thế nào đó? Thì mình có là it sounds ở đây bởi vì nó là it. Cho nên con phải chia động từ. Thì mình phải có chia động từ thì hiện tại đơn. Chữ sao phải thêm S cho cô. It sounds so weird. Đó. Còn sounds like là như cô đã nói, sounds like là phải nghe giống cái tiếng gì, nghe như tiếng sóng, nghe như tiếng tiếng còi, nghe như tiếng tiếng con vật gì đó kêu chẳng hạn. Đó, thì còn ở đây cái chữ weird nó là tính từ, con miêu tả. Ok, good job, well done. Quốc Trung, can you help me with this one? You haven't done this one? Ok. Như vậy Trung theo dõi và mình xem những cái câu này nha. Ok. Phương, can you help me? Phương, can you help me with this? Yes, teacher. Yes. Ew is... What is the answer? Theo Phương, đáp án của mình là câu nào đây? What is the answer? What is the correct answer? Smells... So stinky. Yeah, stinky nghĩa là hôi, thúi, thối đó. Đúng rồi, Phương. Thank you so much. Yes, good job. Ew, đây là cái biểu cảm đó. Ew, it smells so stinky. Mùi gì mà thúi dữ vậy? À, it ở đây giống như là ý là cái mùi đó, cái gì mà nó thúi dữ vậy trời. Trời ơi, it smells so stinky. À, stinky. Stinky là thúi mà so nữa. Còn con thêm chữ so giống như là rất là thúi á. Cái mùi gì mà nó thúi dữ gì trời.
It smells, okay? Không thể nào là taste. Bởi vì mình có cái chữ stinky, cho nên tụi con sẽ không có dùng cái chữ taste là nó vị thật là thúi. Thì cái chữ stinky này nó không có dùng cho cái vị thúi, mà nó cũng không có dùng cho nhìn nó thúi thúi, nó cũng không có nhìn nó cái looks được. Chỉ có ở đây là smells, là cái mùi nó, cái mùi nó stinky á, cái mùi của nó stinky quá. Thì mình sẽ dùng cho cô là smells, okay? Đó thì các bạn thấy ở đây từ nào cô cũng chia đọc từ sẵn đúng không? Đó là tụi con phải thêm s bởi vì chủ ngữ là it, okay? Next one, number 9, okay? Mai Trang, can you help me? Can you help me with this? It smells like. Okay, let's see. Yes. What is this word? Mai Trang biết từ này nghĩa là gì không? What is this word? Mai Trang còn nhớ hồi xưa mình có học cái từ gì mà check out the. Sau khi con ăn uống, con dọn dẹp xong thì mình có một cái gì, có rất là nhiều cái gì mình phải check out the gì đó. Check out the trash. Rồi cái này là từ đồng nghĩa với chữ trash nè. Trang còn nhớ không? Như vậy cái chữ này nó mang nghĩa là gì? It's trash. Yeah, giống như là trash vậy đó, đúng không? Nó là rác. Mang nghĩa là rác á. Ok, thank you Trang so much. Garbage. Cái chữ này là từ đồng nghĩa với cái chữ rác. Mà tụi con biết cái chữ trash đó, hồi xưa cô có dạy mọi người cái chữ take out the trash, đúng không? Đi dục rác, đi vứt rác á. Thì cô có chỉ mọi người là take out the trash, hoặc là tụi con nói là check out the garbage cũng được, nó cũng mang nghĩa là rác đó. Ok, thì ở đây, oh my gosh, it smells like garbage. Thì ở đây garbage nó là danh từ này mang nghĩa là rác, thành ra là tụi con sẽ có là smells like. Đó là gì, lý do vì sao tụi con dùng là smells like mà phải chia động từ cho cô. Ok, bởi vì vậy nên là chữ smell có s, smells like. Oh my gosh, it smells like garbage. Cái gì mà nghe như mùi rác vậy? Đó, thì smells like cái mùi á, cái mùi của nó đó. Ok, good job everyone, good job. Từ câu này là cô thấy các bạn chọn đúng nhiều nè. Đó, các bạn bắt đầu chọn được câu đúng nhiều nè. Number 10 is a very long one, right? Ok, let's invite someone can help me. Tiêu Khanh, can you help me? Can you help me with this one? Can you help me with this one? Khanh có thể giúp cô câu này được không? Wait. Bây giờ Khanh mở tiếng lại cho cô này. Con bấm cái nút đây. Ok. What's this? Cái it's gì đây? It feels so fluffy. This, đúng rồi. Feels có S đúng không Khanh? Feel có S hay là không có S Khanh? Ở đây cái nào cũng có S hết nên con đừng để ý. Ok, next up. Như vậy kiểu đầu tiên là Khanh chọn feels. Còn cái thứ hai, cái thứ hai thì Khanh chọn đáp án nào đây? This feels like a teddy bear. Is it a teddy bear? Okay, good job. It is the correct answer. Khanh, thank you so much. Cảm ơn con nghe. Đúng rồi, exactly. What's this? Cái này là cái gì vậy ta? Giống như là mình đang sờ cái con ở đây. Tụi con nói, what's this? It feels so fluffy. Fluffy có nghĩa là nếu nó bông bông, nó phồng phồng, nó bông bông á. Giống như con gấu bông, tụi con biết là bông, nếu mà bông bằng bông thì nó mềm mềm, nó phồng phồng á, nó bông bông á. Thì mình có cái chữ fluffy có nghĩa là miêu tả cái đấy nó bông bông, mềm mềm á. It feels so fluffy. This feels like, cảm giác nó giống như là hình như là con gấu bông phải không ta? It feels like a teddy bear. Mình có a teddy bear, cho nên là tụi con phải dùng ở đây là feels like. Còn ở trước đấy mình có fluffy có nghĩa là nó bông bông mềm mềm, tính từ để miêu tả nó đó, miêu tả cái mà tụi con đang đụng vô á. Cho nên là mình phải dùng là feels, tại vì nó là fluffy là tính từ nè. Cái sau mình có a teddy bear, cho nên là mình sẽ đó là feels like. Ok, good job. Rất là nhiều bạn cũng chọn đúng được đáp án này cho cô nè. Well done everyone, good job. Now number 11. Okay, Việt Phương, can you help me with this one? Can you help me? What do you think? Can I what? Phương, what is the answer? Taste. Okay, taste number one, right? Now let's see. Number two. With S, right? Okay, let's see. Is it taste this or taste this? It's the first one. Okay, let me tell you.
như các bạn nói, cô có nói là can á, các bạn còn nhớ là tôi có thể làm gì đúng không? I can run. Là kiểu run đấy tụi con nó có thêm s đúng không? Bởi vì nó nằm sau cái kiểu can, có thể. Nó là modal verb thì tụi con sẽ không có thêm di động từ cho cái động từ đằng sau kiểu can. Thì ở đây nó thay vì là dạng câu khẳng định thì nó là dạng câu hỏi. Can I? Tôi có thể làm gì đó không? À, thì mình sẽ dùng cái đầu tiên không di động từ nha. Can I taste that ice cream flavor? À, có thể cho tôi nếm thử cái vị kem đó không? Vị kem thì tụi con sẽ nếm cái vị mà. Flavor có nghĩa là vị, ví dụ vị vị nước có mùi vị gì đó, vị dâu, vị táo, vị gì, vị chocolate chẳng hạn. Đó, vị kem có vị gì thì tụi con sẽ dùng cho cô là taste, chứ mình không có dùng là can I smell, tôi có thể ngửi cái mùi kem đó không? Thì mình không có, ít khi mình nói vậy lắm. Flavor thì mình phải dùng cho là taste, là nếm, là thử cái đấy. Can I taste that ice cream flavor? Nếu mà bạn nào có đi ăn kem thì thường mà có nhiều chỗ người ta sẽ hay cho mình nếm thử trước khi mình chọn mùi á. Người ta sẽ móc cho mình một miếng, người ta lấy cái muỗng ăn da u á, mọi người biết cái muỗng nhỏ nhỏ màu trắng ăn da u không? Người ta sẽ lấy cái đấy cho mình ăn thử một miếng nhỏ để mình coi mình thích cái vị đấy không thì mình mới mua. À, thì mình có là taste, có nghĩa là nếm. Can I taste that ice cream flavor? Okay, good job guys, well done. Now we move to the next one. Number 12. Okay, can you help me? Can you help me, Tony? Xuân An, right? Can you help me? Read the whole sentence, okay? And đọc cho cô cả câu luôn nha. Hi. Turn on radio. Yeah. Good. I want to listen to the radio. Okay, exactly. Good job. Want to listen. Thì ở đây một cách để tụi con phân biệt nữa là listen giống như là look thì đi với at. Thì mình có hear không có đi được với to mà chỉ có listen thôi nha các bạn. Listen to, nghe cái gì đó. Không biết là các bạn có biết cái bài hát hồi nãy mà là xưa lắm rồi. Thì người ta có cái câu là when I was young, I listened to the radio. Đó, I listened to the radio. Nghe đài radio á, thì tụi con sẽ có cái từ này. Listen to là tụi con nghe cái đài radio á. Ok. Đó, thì ở đây các bạn sẽ chọn cho cô là listen to. À, chứ mình không có hear. Tụi con là muốn, tụi con kêu bạn là hey, turn on the radio, mở đài lên, turn on, nó giống như là mở lên, nó bật, bật lên, nó bật nhạc. Hồi đó con nhớ như Hải Đăng có nhầm đó, con nghĩ nhầm có đầm là mở nhạc là open the music không ta? Đó, thì cái lúc đấy cô có nói là mình turn on the music, đúng không? Mình mở nhạc lên, mình bật nhạc lên á. Thì cái này nó mang nghĩa giống vậy rồi đó, turn on, bật nhạc lên, mở nhạc lên. Đó, thì mình sẽ có là listen to, I want to listen to the radio. Tôi muốn nghe đài. Thì chủ đích của tụi con muốn nghe đúng không? Cho nên là tụi con phải có listen. Ok, good job, thank you and so much. Now, number 13. Ok, this one. Who can help me with this one? Let me invite one friend to help me, ok? Xuân An, can you help me? Can you help me with this one? Yesterday, I saw a cat jumping from the roof. Oh. Yeah, roof là cái mái nhà đó, Xuân An. Okay, good job, Xuân An. Well done. Yesterday, I saw. Ha. Con look thì ở đây đầu tiên như cô đã nói, nếu tại vì hồi nãy mình chưa làm cái câu đấy đúng không? Nhưng mà look thì đi với cái gì mọi người nhớ không? Look thì đi với at đúng không? Cho nên ở đây là look a cat thì sẽ không đúng. Mà lúc này cũng không đúng nè. Ở đây các bạn chọn lúc này nhiều nè. Nhưng mà các bạn ơi, ở đây mình có yesterday. Lúc này cũng không chắc chắn là sai. Bởi vì tụi con chưa chia thì quá khứ luôn. Cái chữ này là yesterday, hôm qua. Hôm qua thì mình sẽ phải dùng cho cô thì trong quá khứ. Ở đây cô nghĩ là cũng có nhiều bạn đã học quá khứ đơn rồi đúng không? Thì ở đây mình sẽ dùng cho cô là saw. Saw ở đây chính là gì mọi người? Saw có nghĩa là quá khứ của chữ see á. See là từ đó là từ trong hiện tại thì mình dùng là see đúng không? À, thì ở đây mình có saw. Saw là được chia quá khứ đó. Thay vì mình chia hiện tại cho những cái ví dụ số ít thì mình sẽ dùng là see thêm s. Thì ở đây mình chia quá khứ là mình có saw. Hôm qua tôi nhìn thấy một con mèo nhảy xuống từ trong cái mái nhà, từ trên mái nhà đó. Yesterday I saw a cat jumping from the roof.
Hôm qua là tôi nhìn thấy nguyên con mèo nó nhảy xuống từ trên mái nhà luôn. Là con tình cờ con nhìn thấy con mèo nó nhảy từ trên mái nhà xuống luôn. Đó, thì mình sẽ dùng cho cô là see, ok? See, mà ở đây là quá khứ, cho nên là mình phải dùng là saw. Đó, thì cô có chèn thêm một câu quá khứ này cho các bạn vào để các bạn làm thử. Ok, saw. Bởi vì nhiều bạn cũng đã học về quá khứ đơn rồi nè, đúng không? Câu này cô cũng lỡ mở rồi. Nhưng mà cô mời một bạn giúp cô nha. One person help me. Huyền Anh, please. Huyền Anh, can you help me with this one? Read this sentence. Hey, can you hear that? It sounds like the drum. Yes, okay, Huyền Anh. Thank you so much. Yeah. Hey, can you hear that? À, bạn có nghe thấy không? Can you hear that? Bạn có nghe thấy không? It sounds like the drum. A drum. Nó nghe như tiếng trống vậy đó. À, như vậy mình có the drum ở đây là danh từ, cho nên là tụi con phải dùng sounds like. Nghe giống như cái gì? À, nó nghe như là tiếng trống vậy đó. It sounds like. Còn câu đầu tiên là mình muốn nói là à, con nghe thấy cái gì không? Là con có tình cờ con nghe được cái tiếng gì không? Cho nên là ở câu này con phải dùng là can you hear that? Chứ mình không có hỏi can you listen that? Okay. Can you hear that? Các bạn có nghe thấy cái tiếng gì không? It sounds like a drum. Nghe như là tiếng trống vậy đó. Đó, thì ở đây, đó là lý do mà tụi con sẽ học cái hồi nãy để tụi con phân biệt được những cái listen, hear, see, look, watch đâu đó. Ok, last one. Tino. Ok, Tino, can you help me with number 15, the last one? You read the question and the answer, ok? Tino đọc cho cô cả câu hỏi lẫn câu trả lời luôn nha. Câu hỏi và câu trả lời luôn, ok? What? Tino, can you hear me? Tino có nói được ra tiếng không? Hình như cái bên micro của con nó đang bị vấn đề, cô không nghe thấy. Tino, I cannot hear you. Speak louder. Tino nói gần cái máy tính của mình, thêm thử coi nó có thu tiếng không vào không? Con nói gần vô cái máy tính của mình á. I cannot hear you, Tino. I'm so sorry, I cannot hear you. Cô không nghe được tiếng của Tino. What about, okay, let me invite one friend to help Tino, okay? Strawberry, can you help your friend Tino? Can you help your friend? Strawberry, giúp cô câu cuối cùng nha. Mình còn câu này là xong rồi nè, mọi người. Mình chỉ còn câu này nữa là xong rồi nè. Can you help me, Strawberry? Yeah. Okay. You read the question and the answer too. Con gặp cho cô câu hỏi và câu trả lời luôn nha. What do you? Yeah. What do you often do at 3 in the afternoon? Đúng rồi, in the, chính xác. I always. I always watch TV. Okay, I think this one is the easiest one for you guys, right? I think this one is the easiest. Cô nghĩ đây là câu dễ nhất. Bởi vì các bạn đã được học cả cái cụm từ là watch TV rồi. Đây là rất là hiếm để mà tụi con bị nhầm giữa see TV hay là look TV hay là hear TV, đúng không? Mà mình đã được học cả cái cụm là watch TV rồi. Thì các bạn cũng hiểu tại sao là watch rồi, đúng không? Watch là dành cho một cái hành động mà nó kéo dài đó. Xem TV, con có chủ đích con xem và cũng như là con sẽ coi trong một khoảng thời gian, đúng không? Đó, thì mình có chữ watch TV. Ok, TV. Watch TV, watch movies, watch films, coi phim, coi nhạc, coi phim, coi TV, đồ đó. Okay, good job everyone, good job. So that's it for today's class. Ah, that's it, good job. Như vậy là sau cái quiz này, cô nghĩ là các bạn đã làm rất là tốt rồi này, đúng không? Thì cô sẽ về, cô soạn thêm một cái quiz giống giống như vậy nữa để coi là các bạn có tiến bộ hơn chưa, các bạn có làm đúng được nhiều hơn chưa. Bởi vì đối với cái quiz này là hôm nay các bạn làm sai khá nhiều, đúng không? Có Hải Đăng là rất là xuất sắc nè. Good job Hải Đăng, well done. Hải Đăng làm đúng hết luôn, không sai một câu nào, rất là tốt luôn. Thì các bạn cố gắng về. Hôm nay các bạn coi lại cái video bài giảng của mình hôm nay. Bài giảng hôm nay thì chắc là cô nghĩ chắc thầy đăng là tầm ngày mai, ngày mốt gì đó thì thầy có thể sẽ đăng lên. Thì các con cứ vào cái link playlist của lớp mình, tụi con tìm cái buổi hôm nay. Hôm nay là nhiều cô nhớ buổi 39-40 gì rồi đó. Đó, và các bạn nhớ cho cô nha, mình bắt đầu từ tuần này mình đã thay đổi, mình thay đổi rồi, mình không còn học 3 buổi nữa mà lớp của mình giống như là các level 1 với 3 luôn, thì chỉ học còn có 2 buổi thôi là today, hôm nay 8:10, à, bởi vì cô có bận việc trước đó cho nên là lớp của mình thứ 2 sẽ bắt đầu từ 8:10 và thứ 4 thì tụi con cũng học là 8 giờ bình thường thôi, các bạn nhớ nha,
Ok guys, remember? Cho nên là mọi người nhớ thứ bảy tụi con đừng có quên và chờ vào lớp nha. Cô sợ các bạn bị chờ vào lớp mà không thấy cô vào á. Các bạn nhớ là thứ bảy là mình không còn học nữa. Các bạn nhớ nha. Ok. Có gì tuần này chắc là cô sẽ nhắc mọi người để mọi người nhớ. Ok guys. Nhưng mà các bạn nhớ nha. Thứ bảy mình sẽ không còn học nữa đâu. Có gì cô sẽ gửi bài tập cho các bạn làm nha. Ok. I'll send you guys the homework later. Cô sẽ soạn cái quiz đấy rồi cô soạn xong cô sẽ đăng cho mọi người làm. Now it's kind of late. Bây giờ lớp mình kết thúc hôm nay. Thứ hai là rất là trễ rồi. Bây giờ cô cho các bạn chào tạm biệt nha. Say goodbye to your friends, okay? Bye bye everyone. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Bye bye teacher. See you later. Bye bye. 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 Em chào anh đi. Đợi cô vào thứ bảy nha. Các bạn nhớ nha. Đừng có đợi mất. Em chào anh đi. Bye bye teacher.